ប្រទេសកម្ពុជាបានជួបប្រទះនឹងការបះបោរបស់ប្រជាជនឥណ្ឌាដែលបានចូលរួមពិធីដង្ហែសពមេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមដែលភាគច្រើនពួកគេមិនបានពាក់ម៉ាស់និងមានរសារកំណត់នោះទេ ថ្មីបើមានបម្រាមរដ្ឋបတ်វីរុសកូវីដ-19ដែលបានចេញដោយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាក៏ដោយក៏ប្រជាជនឥណ្ឌារាប់ម៉ឺននាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងស្រុកបាដួននៃរដ្ឋអាតាប្រដេសដើម្បីគោរពដល់បព្វជិតសាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាកាស៊ីហាស្រាត់អាឌុលហាមីតមូហាម៉េតសាលីមូនកាត្រីនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់លោកព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2021 ដោយក្រុមប៉ូលីសបានលើកឡើងថាមនុស្សជាច្រើននាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភច្បាប់កូវីដនៅអំឡុងនៃពិធីដង្ហែសពរបស់មេដឹកនាំសាសនារូបនេះនៅពេលដែលគាត់បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍កន្លងទៅឃ្លីបវីដេអូនិងរូបថតជាច្រើនសន្លឹកត្រូវបានចែកចាយពាសពេញបណ្ដាញសង្គមក្នុងឃ្លីបវីដេអូនិងរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកបានបង្ហាញថាមនុស្សទាំងអស់នោះមិនបានពាក់ម៉ាស់ហើយក៏មិនបានរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពតាមការណែន
mình cầm nọt ra để cả chlong virus COVID-19 mới. Rồi hốt đó tư bày sản bí mơn bằng bốn bán, bằng bốn rồi sản sắp bí cả này. Đại nóm ói chùm nguồn sản phẩm cả lãng, đó mà phê bí liên bằng bốn sản bằng bốn mơn bí bán bằng rồi đập bằng bí cả này. Đi, bây giờ tôi tạm tù lấy, đại trên sai đọc rồi xuống sản phẩm bí ba rồi bỏ anh đi. Đi, cứ chết ngay tí bí chọc chọc này hỏi, đại chùm nguồn cả này bởi chạm thằng ngày thầm mấy, tại bàn kia đầy cá thả tiếp chiếng bốn sản cả này. Còn là máu protein đi, bạn có trang cả này cho lòng chừng sai sập mơn cả này buôn thằng ngày chọc chọc khỉ. Cả xung sở khắp bị bàn đi, có bàn rì ca phòng đáy bị ca sạp chấm nuôn bay bọn bằng bay rồi chất sập mùi nhé, cả bị thằng ngày kia mà sọt mình. Chạp tăng bị thằng ngày chăn thì mà phải bằng bay khai mê xa máu, chấm nuôn nè sạp ra chăm thằng ngày, nền đi miền lợi kỳ bay bọn nhé. Đói nóm ở chấm nuôn nè sạp sở rốc, bàn ca lãng mà đông chía mà phải bằng mơn nhé hời. Sống ổ cún trong bộ kênh tế sản á, hãy xong cùng lịch cho chọn telegram và bỏ channel đấy, đồng bây tạm đàn bộ mình xong khăn nơi khăn bộ tế Campuchia, nâng nơi trong bình phục lộ. Hãy link rồi bỏ telegram này, miễn đại chú nơi khăn description. Sống ổ cún.